Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Như đây thì các bạn đang thấy mình đang có một vài con servo. Những động cơ servo này thì lâu ngày rồi mình chưa sử dụng và mình không biết được nó còn đang hoạt động tốt hay là không. Với các động cơ servo này thì chúng ta không thể cấp nguồn trực tiếp vào để kiểm tra được, nên vì thế chúng ta sẽ cần thông qua các modem test và để kiểm tra các con servo này của mình còn hoạt động không. Mình sẽ sử dụng một con modem test servo như thế này để có thể test thử khả năng hoạt động của các con servo thông qua các chế độ mà mạch test này điểm lại. Ngoài chức năng test servo thì mạch này sẽ còn có chức năng đó chính là bơm xung BWM để có thể điều khiển các động cơ không trở than, rất là tiện lợi. Và mạch test của chúng ta sẽ hoạt động với điện áp là từ 4,8 đến 6V DC. Ở đây thì sẽ có 3 chân in nha, với chân đầu tiên là chân âm, chân kế đến đó chính là chân dương và chân thứ ba sẽ là chân tín hiệu của servo. Và ngõ ra thì chúng ta cũng sẽ có 3 chân, đó chính là chân âm, chân cộng và chân S là chân tín hiệu điều khiển servo. Ở ngõ ra này thì chúng ta có thể điều khiển tối đa là 3 động cơ servo cùng một lúc, rất là tiện lợi. Ngay tại đây thì sẽ có một nút để điều chỉnh các chế độ. Ở đây thì mạch của chúng ta sẽ hoạt động với 3 chế độ. Với chế độ đầu tiên đó chính là chế độ điều chỉnh động cơ servo thông qua biến trở. Chế độ 2 và chế độ 3 sẽ là hai chế độ tự động mà sẽ tự động điều khiển servo. Bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn cho mạch test hoạt động là 5V DC. Đầu tiên thì mình sẽ thử với con servo SG90 này nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 đèn LED tương đương với 3 chế độ. Hiện tại thì đèn LED số 1 đang sáng, chứng tỏ là mạch test đang hoạt động ở chế độ thứ nhất, đó chính là điều khiển động cơ servo thông qua biến trở. Và ở chế độ này thì chúng ta có thể điều khiển servo thông qua một biến trở ở trên mạch. Để sang chế độ thứ hai thì chúng ta sẽ nhấn nút chuyển chế độ ngay đây. Ở chế độ này thì mạch sẽ đưa servo trở về vị trí 0 ở trên trục. Chế độ thứ ba sẽ là chế độ quay tự động. Và trải qua 3 bài test thì mình thấy con servo SG90 đầu tiên này của mình vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ thử với hai con servo còn lại. Đây là con servo S3003. Dây động cơ thì chúng ta có thể lắp vào một trong 3 hàng đều được nha. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lắp hàng giữa. Chế độ thứ hai, chế độ thứ ba. Và với mạch test servo này thì chúng ta cũng có thể test một lúc 3 servo ở một lần test. Rất là tiện lợi phải không các bạn?
Và để đặt mua sản phẩm này thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ, video của mình kết thúc rồi, các bạn nhớ like đăng ký kênh của điện tử DT, nhấn vào nút thông báo để nhận những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.